Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát, Nam mô Triền Hóa Đại Bồ Tát, Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Con xin phép đọc bài kệ trong phẩm thứ 12 kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện. Con xin bắt đầu. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng Sức Oai Thần, kiếp số hàng xa có tỏ trần, thấy nghe một niềm chiêm ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, bảo tần xạ sao vào đường giữ, chỉ tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột rà, lớn khôn nghĩ đến điều không biết, nếu giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành, hâm một ngày luôn niềm danh hiệu, Bồ Tát hiền thân đến bên mình, chỉ rần quyện thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thủ cũng ra mau, nếu được không lui lòng kính ngưỡng, thành kỷ Bồ Tát cuộc đầu trao. Bồ đề vô thường muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sanh, người này đã phát lòng bi lớn, được nên chiêm lễ đại sĩ hình, nghe tên quy y đứng tròn lành, cũng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đằng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tùng kinh sách, muốn đồ chúng sanh khỏi tai ách, dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn xót mất, người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục quần ăn các ngoà cụ, cùng dường Địa Tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bài trược tường, cách một ngày đêm bưng lấy uống, sanh lòng ấn trọng cực ngũ thân, rồi thịt tà dâm cùng giữa luống, trong hâm một ngày chợ sạc sanh, chuyên lòng tự niệm thường nhân danh, chiêm bao thể rõ tôn dung hiền, thức rồi liền đặng trị khôn lâm. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn thầm giúp người kia có về tài, chúng sanh nghèo khổ lại ổn đau, cửa nhà hòa hoàng người lìa nhau, ngủ mê mộng mị không ăn giấc, còn muộn họng hư chẳng được nào, dốc lòng chiêm lễ Địa Tạng ngài, bao nhiêu việc ác phải tiêu ngay, dẫn đến chiêm bao điều ăn cả, quỷ thần hò hồ của dư xài, muốn qua sông biển đến rừng, cầm thủ độc nguy giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khổ khôn lường, sóc sữa ra đi đổ trước tường, cũng dường kính để cùng chiêm ngưỡng, núi rừng biển cả cỏ vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng, quảng ông lòng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuộc chẳng rồi, rồng tuyên đại sĩ đầy sức nọ, như người nghe đến Địa Tạng danh, thể hình chiêm lễ, hết lòng thành, hương hoa ăn uống dân y phục, trăm nghìn bảo đạt hưởng điều lành, nếu hay đem công hồi pháp giới, rột rạo thành Phật sanh tự khỏi, quảng âm nên biệt gắng tuyên bày, truyền khắp hàng xa nhiều được cõi. Dạ, con xin phép đem công đức đọc học thuộc phẩm thứ 12 bài kệ này, xin hồi hướng đến tất cả chúng sanh trong ba đường ác, nguyện trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nguyện tất cả chúng sanh trong ba đường ác nương vào công đức này mà có thể được tiêu trừ nghiệp chướng, phát triển thiện căn, phát triển tâm bồ đề, phát triển tâm nhớ ơn Tam Bảo Phật, ngài Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát, được các ngài thương xót đổi phạt trong tương lai. Chúng con xin đổi ơn các ngài, đổi ơn tổ thầy đã cho con được thời khóa viên mãn đọc bài kệ này. Con xin được cung kính đổi ơn và cáo lui. Ha ha ha,